Đức Giê-xu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì Người thấy đói. Khi ấy quỷ nói với Người, nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng Đức Giê-xu đáp lại, đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó quỷ đem Đức Giê-xu lên cao và trong giây lát chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giê-xu đáp lại, đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Người mà thôi. Quỷ lại đem Đức Giê-xu đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc để thờ, rồi nói với Người, nếu ông là Con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi. Vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bây giờ Đức Giê-xu đáp lại, đã có lời rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ. Kính chào quý bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm C. Tin mừng hôm nay kể lại cho chúng ta về ba cơn cám dỗ của Chúa Giê-xu Kitô. Khởi đầu sứ vụ trao trạng tin mừng, Chúa Giê-xu được đầy tràn Thánh Thần và Thánh Thần đẩy Ngài vào hoang địa để chịu cám dỗ. Và trong suốt 40 ngày đó, ma quỷ đã hiện ra và cám dỗ Chúa Giê-xu. Trong ba cơn cám dỗ của Chúa Giê-xu Kitô mà Chúa Kitô phải chịu đó, cũng là ba cơn cám dỗ mà chúng ta phải luôn luôn đối diện trong cuộc sống hiện tại của ngày hôm nay. Cơn cám dỗ thứ nhất đó là cám dỗ về cơm bánh, của cải vật chất, thỏa mãn những cái nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Khi thấy Chúa Giê-xu đói thì quỷ mới hiện ra, và nó rất là tinh vi, nó phải chờ cho khi Chúa Giê-xu đói. Và nó cũng rất là tinh vi khi mà nó nói rằng nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy biến hòn đá này thành bánh đi. Đây là một cái cơn cám dỗ muôn thuở của con người chúng ta. Khi mà chúng ta khát khao về nhu cầu vật chất, cái ăn, cái mặc, đó là nhu cầu cơ bản. Và khi chúng ta cảm thấy thiếu thốn điều đó thì có thể chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì để có thể đạt được những cái nhu cầu cơ bản đó. Và đáp lại cái cơn cám dỗ này thì Chúa Giê-xu nói rằng con người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh. Và như thế thì chúng ta cũng phải suy nghĩ cuộc đời của chúng ta, sự sống của chúng ta, con người của chúng ta được Thiên Chúa dựng nên không chỉ gói gọn lại trong cái việc ăn rồi chết, không chỉ là dừng lại ở cái chuyện thỏa mãn thân xác của cuộc đời này, chết rồi hết, không còn cái sự sống đời sống. Con người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phát ra. Chúng ta sống phải còn một ý nghĩa cao hơn chuyện cơm ăn áo mặc thường ngày, đó là chân lý của đời đời. Và cơn cám dỗ thứ hai đó là cơn cám dỗ về quyền bính. Sau khi không thỏa mãn được, không đạt được cái cơn cám dỗ thứ nhất đó là về nhu cầu vật chất, thì ma quỷ bày ra về cái quyền lực. Chúng ta biết quyền lực là một cái thứ mà trong con người ta ai cũng khát khao. Ai cũng khát khao, từ sâu thẳm con người, ai cũng khát khao quyền lực, muốn trên người khác và muốn thống lĩnh cả thế giới này. Khát khao quyền lực, bởi vì khi có quyền thì kèm theo đó là sẽ có tiền và sẽ có mọi thứ khác. Nên hôm nay khi mà ma quỷ đưa Chúa Giê-xu lên trên cao
Và cho Chúa Giêsu thấy tất cả vinh hoa phú quý trong thiên hạ. Và nó nói với Chúa, nếu ông quỳ xuống và thờ lạy tôi đây thì mọi thứ đó sẽ thuộc về ông. Cả thế giới này sẽ thuộc về ông nếu ông tuân phục tôi, dưới quyền của tôi. Đó là cơn cám dỗ mà chúng ta sẽ phải đối diện luôn luôn trong cuộc đời. Cơn cám dỗ về quyền lực, ma quỷ cũng sẽ bày ra cho chúng ta những cái chiêu thức tinh vi ma mạnh của nó để cám dỗ chúng ta lao vào quyền lực. Ngày hôm nay chiến tranh vũ khí khắp nơi, chúng ta thấy cuộc chiến đang diễn ra, Nga xâm lược Ukraine, một kẻ độc tài như Putin muốn chiếm lĩnh thế giới, muốn thống trị thế giới, xảy ra một cuộc chiến tranh phi nghĩa để mà đàn áp xâm lược. Cái quyền lực thì không bao giờ thoát được. Từ mỗi con người theo một cấp độ khác nhau. Và để đáp lại cái cơn cám dỗ này thì Chúa Giêsu đã nói, ngươi phải thờ lạy một mình Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Chúng ta cũng sẽ bị ma quỷ giàn chúng ta như vậy, thử thách chúng ta như vậy. Nhưng chúng ta cần phải bám vào lời của Chúa, cậy trông vào Chúa để chúng ta có thể thờ lại một mình Thiên Chúa độc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Và cơn cám dỗ thứ hai là cám dỗ về đức tin. Ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên nóc đền thờ và nói nhảy xuống đi. Nếu ông nhảy xuống, ông là con Thiên Chúa, thì thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng ông để ông khỏi vấp chân vào đá. Một cơn cám dỗ về đức tin. Đức tin là điều quý giá nhất trong cuộc đời của chúng ta, trong tư cách là con cái của Chúa. Và hôm nay ma quỷ cũng cám dỗ chúng ta trong đời sống đức tin như thế. Nó sẽ cám dỗ chúng ta như thế này: không cần tôn giáo đâu, Thiên Chúa đã chết rồi. Cuộc sống hiện nay không cần đến Thiên Chúa nữa. Có Chúa hay không có Chúa là không thành vấn đề. Có sự sống đời sau hay là không có sự sống đời sau không thành vấn đề. Một cơn cám dỗ về đức tin và luôn luôn xảy đến trong một cái xã hội chạy theo của cải vật chất, chạy theo thực dụng, chạy theo chủ nghĩa cá nhân, một xã hội tiêu dùng ngày hôm nay, để cho con người ta ngày càng không còn ý thức về sự hiện diện của ma quỷ và không còn thấy rằng tôn giáo Thiên Chúa là cần thiết trong cuộc đời nữa. Cơn cám dỗ về đức tin cũng sẽ thử thách chúng ta. Nên ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu Kitô mà Ngài đã trải qua cũng là ba cơn cám dỗ thời đại ngày hôm nay mà chúng ta phải đối diện trong mùa chay này, khởi đầu của ngày chay thánh. Chúa cho chúng ta nghe về cách mà Chúa đã chiến thắng ma quỷ, chiến thắng cơn cám dỗ bằng việc cậy dựa vào lời của Chúa, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta cũng như thế. Mỗi khi chúng ta chịu cám dỗ, cám dỗ về tiền bạc, cám dỗ về quyền lực, cám dỗ về đức tin, chúng ta cậy dựa vào lời của Chúa, sức mạnh của lời. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng những cơn cám dỗ xảy đến trong cuộc đời.